Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ecosapentato được sản xuất tại Hikma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về thổ cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Ecosapentato Ecosapentato 1G Dạng bảo chế Viên nén Các biến cố tim mạch là gì? Các biến cố tim mạch thường bao gồm bệnh mạch vành với biểu hiện là nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, suy si tim cấp và tử vong do bệnh mạch vành. Bệnh mạch não với biểu hiện là đột quỵ hay cơn thiếu máu não thoáng qua. Bệnh động mạch ngoại biên với biểu hiện là chứng đau cách hồi và bệnh động mạch chủ. Công dụng và chỉ định của Icosapentethyl Thuốc được chỉ định để giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân người lớn điều trị bằng statin có nguy cơ tim mạch cao với triglycerides tăng 150mg trên, du lịch 1,7 mol l và bệnh tim mạch đã được thành lập, hoặc bệnh tiểu đường, và ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch khác. Cách dùng và liều dùng của Eicosapentatethol. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Dùng theo chỉ định của bác sĩ. Chống chỉ định của Eicosapentatethol. Không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lưu ý khi sử dụng Eicosapentatethol. tin thu được từ dầu cá người ta không biết liệu những bệnh nhân bị dị ứng với cá và hoặc động vật có vỏ có tăng nguy cơ bị phản ứng dị ứng với icosapente thổ hay không. Icosapentethol thổ nên được sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân quá mẫn với cá và hoặc động vật có vỏ. Icosapentethol thổ có liên quan đến việc tăng nguy cơ dung hoặc cuồng nhĩ cần nhập viện trong một thử nghiệm mù đôi có đối chứng với giả dược. Tỷ lệ dung nhĩ cao hơn ở những bệnh nhân có tiền sử dung hoặc cuồng nhĩ trước đó. Bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử bệnh liên quan, cần được theo dõi các bằng chứng lâm sàng về dung nhĩ hoặc cuồng nhĩ, ví dụ khó thở, đánh chống ngực, ngất chóng mặt, khó chịu ở ngực, thay đổi huyết áp hoặc mạch không đều. Đánh giá điện tâm đồ nên được thực hiện khi có chỉ định lâm sàng. Điều trị bằng icosapentate thổ có liên quan đến việc tăng tỷ lệ chảy máu. Bệnh nhân dùng icosapentate thổ cùng với thuốc chống huyết khối, tức là thuốc chống kết tập tiểu cầu, bao gồm axit acetylsalicylic, và hoặc thuốc chống đông máu có thể tăng nguy cơ chảy máu và cần được theo dõi định kỳ sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ sử dụng cho người lái xe hành máy móc tham khảo ý kiến bác sĩ tác dụng phụ của Icosapentethole đau cơ hoặc khớp táo bón xương bàn tay chân hoặc bàn chân bệnh gút hoặc tức ngực, đập nhanh hoặc nhịp tim đập thình thịch, phập phồng trong lồng ngực, cảm thấy khó thở. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác Icosapen thổ được nghiên cứu ở mức liều 4 viên nang 998mg trên ngày với các sản phẩm thuốc sau đây là chất nền điển hình của enzyme cytochrome P450, omeprazone, rosiglitazone, warfarin và atorvastatin không có tương tác nào được quan sát thấy. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Eco Sapente Thổ, đồng thời biết cách sử dụng Eco Sapente Thổ sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham